Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Bố nói ngoài đi. Giờ mình sẽ tô màu cho các bạn rồi. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu chị ong nâu nhé. Bây giờ mình sẽ tô màu. Xin chào bạn nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu con ngựa vằn. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn ạ. Hello, xin chào bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu con ong. Bây giờ mình sẽ tô màu vậy nha. Nghĩa tốt xong rồi nha các bạn.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là những tác phẩm mà mình tạo ra. Và mình xin giới thiệu, mình là một người đam mê làm sáng tạo nội dung trên YouTube. Và video ngày hôm nay mình sẽ tạo ra những video thật là tuyệt vời và ý nghĩa để gửi tặng đến các bạn. Và video đó là gì thì mời các bạn cùng theo dõi để đón xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình. Xin mời các bạn. Các bạn đã không làm sweet tôi mỏi nha. Điểm cái này là đâu vậy? Cái này là điện thoại. Bật lên như vậy nó sáng này. Cái nước này nó đâu ra vậy? Đấy, không biết. Nghĩa để cao cái điện thoại lên bao phủ được hết video chứ. Vấn đề bao phủ được không có kia, cao lên một chút để cái sản phẩm nó vô vắn như vậy cái điện thoại vào. Nên như vậy là mình đã tô xong chị âm lâu với bạn nha. Vậy như vậy là mình đã tô xong con ngựa vằn rồi nha. Bây giờ mình đến kết thúc rồi nha. Vậy như vậy là con ong mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mổ lên trên này. Phải là cho để cái máy này nó cao lên một chút nữa. Này hiểu không? Rồi cứ bao giờ xong hết cái đấy, bắt đầu luận loạn mới thì mình thử bắt đầu vẽ cái tô cái này, hiểu chưa? Thì nó mới xong cùng xong lại.